Hòa Minzy mang dép tổ ong chơi đùa với thú cưng tại biệt thự sân vườn của bạn trai đại gia. Khoảnh khắc bình yên của cô nàng tại khu nhà vườn rộng bao la của bạn trai đã gây được sự chú ý tới các fan. Mới đây trên trang cá nhân, Nguyễn Minh Hải, bạn trai của Hòa Minzy, vừa đăng tải bức ảnh đời thường của người yêu. Theo đó anh còn đính kèm dòng trạng thái: cuộc sống bình dị của cô ấy đây. Đây là khoảnh khắc giọng ca rời bỏ diện trang phục hết sức giản dị, tóc búi cao mang dép tổ ong và đang ngồi chơi với thú cưng của mình. Nếu ai tinh ý sẽ nhận ra rằng nữ ca sĩ đang có những giây phút nghỉ dưỡng tại căn nhà vườn của bạn trai tại Long An. Không phải là những bộ cánh đầy quyến rũ hoặc những biểu cảm quậy cực xung sân khấu, đây là một Hòa Minzy hết sức nhẹ nhàng và những giây phút yên bình nhất. Sau nhiều ngày làm việc vất vả, nữ ca sĩ lại được bạn trai đưa về khu biệt thự sân vườn rộng cả nghìn mét vuông tại Long An. Đặc biệt, không gian sống của Minh Hải rộng tới mức có cả hồ bơi, hồ sen, ao cá, vườn cây ăn quả, chuồng nuôi gia súc sân golf. Điều này khiến nhiều người phải choáng ngợp. Không những được nhắc tên thông qua sản phẩm âm nhạc mà thời gian gần đây, Hòa Minzy còn gây chú ý bởi chuyện tình cảm với doanh nhân trẻ Nguyễn Minh Hải. Cả hai vừa công khai hẹn hò và khiến nhiều người ganh tị bởi những màn đối thoại đầy ngọt ngào trên mạng xã hội. Chẳng những thế, Hòa Minzy làm khán giả cảm nhận rằng cô là người phụ nữ cực hết mình khi yêu. Điều đó phần nào được chứng minh qua cách cô sù lông bảo vệ bạn trai trước nhiều ý kiến trái chiều của công chúng. Thậm chí cô sẵn sàng đáp trả khi mọi người cứ cố tình so sánh Minh Hải và người yêu cũ. Chính sự dứt khoát thẳng thắn của nữ ca sĩ đã khiến các fan ủng hộ mối quan hệ của cô và bạn trai hiện tại. Sai lầm của Phạm Hương, kỳ tích mang tên Hoa hậu quốc dân đâu rồi? Rất nhiều sự cố và sai lầm đã biến Phạm Hương từ một người đẹp được ưu ái nhất showbiz trở thành hoa hậu của những thị phi. Không thể phủ nhận đã có thời điểm Phạm Hương là hoa hậu được ủng hộ ưu ái bậc nhất trong showbiz Việt. Khi cô đại diện cho Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới, hình ảnh cũng như sự yêu mến mà khán giả dành cho Phạm Hương đã trở thành một thứ kỳ tích mà rất hiếm ngôi sao nào có thể chạm tới. Nhưng giờ thì kỳ tích mang tên Hoa hậu quốc dân ấy đâu rồi? Thời điểm hiện tại, Phạm Hương vẫn là gương mặt sáng giá trong showbiz. Cô có sức hút, độ ảnh hưởng, lượng khán giả riêng, nhưng so với thời kỳ hoàng kim không xa kia thì đó đã là một bước lùi nghiêm trọng. Từ vị trí Hoa hậu quốc dân được người người nhà nhà ủng hộ, Phạm Hương đang trở thành những người đẹp bình thường như bao bóng hồng khác trong showbiz, cũng sở hữu vô số ồn ào thị phi và tất nhiên cả rất nhiều những anti-fan. Chuyện có anti-fan chẳng hề lạ lùng với những người nổi tiếng, nhưng với nàng Hoa hậu quốc dân thì đó lại là cả một câu chuyện dài đầy tiếc nuối. Điểm lại hành trình dài Phạm Hương đã đi, người ta có thể bắt gặp rất nhiều những lý do dẫn tới chuyện tình cảm của đám đông dành cho cô vơi bớt từng ngày. Từ những câu chuyện vô tình, những sai lầm không mong muốn, cho tới cả phần lỗi của chính cô. Những ồn ào thị phi đến từ va chạm cùng người quen như Võ Việt Chung, Hoa hậu Thu Hoài hay bầu show Tinh Kiệt chẳng hạn. Chúng có thể khá phổ biến trong showbiz, nhưng với một cô gái từng được xưng tụng ca ngợi quá nhiều như Phạm Hương thì chúng lại trở thành nghiêm trọng. Chưa cần biết đúng sai, nhưng việc những người từng thân thiết giúp đỡ hoặc bảo vệ cô lại đứng ra tố cáo, đoạn tuyệt quan hệ hay tệ hại hơn là chỉ trích công khai đã khiến hình ảnh hoàn hảo của Phạm Hương bị sức mẻ rất nhiều. Những nghi ngờ bắt đầu xuất hiện, những vỏ bọc long lanh bị rạn vỡ và thiện cảm vốn mong manh của đám đông tuột dốc không phanh. Trên thực tế, Phạm Hương đã bị đẩy lên quá cao so với chính con người thật của mình và quá khó để cô đứng vững trên đỉnh cao nguy hiểm ấy. Bởi người ta đưa cô lên vị trí Hoa hậu quốc dân, đó là tình cảm bộc phát nhất thời của đám đông, chứ chưa hẳn là nỗ lực từ cô. Nhiều người vẫn nói Phạm Hương may mắn, vỡ chừng mực nào đó, điều ấy là chính xác. Ít nhất thì vận may đã đồng hành cùng Phạm Hương rất nhiều trên hành trình trở thành Hoa hậu được ưu ái nhất trong lịch sử người đẹp Việt. Khi mà đám đông hùa nhau thích cô như một phong trào vào thời điểm Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới diễn ra. Còn khi mọi thứ lắng xuống, người ta có nhiều thời gian và cơ hội để hiểu hơn về Phạm Hương, mọi thứ mới trở về đúng vị trí của nó, từ tình cảm, sự hâm mộ, theo kiểu trào lưu của đám đông cho tới chính Phạm Hương. Cách ứng xử của Hoa hậu là nguyên nhân khiến cô mất đi rất nhiều thiện cảm từ người hâm mộ và cả hình ảnh rất đẹp đẽ của mình. Phạm Hương không được lòng quá nhiều đồng nghiệp, nhắc tới những mối quan hệ của cô, người ta sẽ nghĩ ngay tới những ồn ào tan vỡ tuyệt giao, những nghi án chèn ép đấu đá, chứ hiếm khi là điều gì khác. Những câu chuyện lặp đi lặp lại cũng khiến suy nghĩ của đám đông về cô thay đổi rất nhiều. Từ Thư Hoài, Võ Việt Chung hay gần nhất là Hương Giang Idol, ai dám tin những scandal đó không mang tới cho Phạm Hương rất nhiều thành kiến và ác cảm.
Ở một góc độ khác, cô lại không thể hiện được gì nhiều khi đối mặt với thị phi. Thay vào đó, im lặng là cách cô lựa chọn. Từ nghi án tình yêu tay ba cùng đại gia Việt Kiều, ồn ào thiếu nợ tiền cũ, cùng bầu show cũ. Sự lặng im khó hiểu của Phạm Hương chỉ khiến những người không ưa có thêm cơ sở để tin tưởng vào lời đồn đoán. Cộng với hàng loạt sự cố kiểu chèn ép Hương Giang tại sự kiện hay bài phỏng vấn nổ tại rạp chiếu nước ngoài, Phạm Hương đang tạo cho những người không thích cô quá nhiều lý do để hạ hê. Hiệu ứng đám đông từng đưa cô lên đỉnh cao ngày nào nay lại xuất hiện, nhưng theo chiều ngược lại. Và cuối cùng một lý do quan trọng nữa đang đẩy nhanh quá trình xuống dốc của Phạm Hương chính là cô. Hơn ai hết, cô phải là người hiểu rõ nhất tình cảnh của mình và cần có những hành động tích cực để cứu vãn tất cả. Nhưng cuối cùng thì cô làm được gì? Không gì ngoài những tấm hình sự kiện đơn điệu và quen thuộc, không có bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào để cải thiện tình cảm của đám đông. Tệ hại hơn, cô còn tự đặt một dấu chấm hết to tướng cho sự ủng hộ của nhiều người hâm mộ bằng câu trả lời kỳ diệu, hãy đợi kiếp sau để được đẹp như chị. Đặt trong bối cảnh hiện tại của Phạm Hương, câu trả lời này giống như giọt nước tràn ly, không chỉ khiến đông đảo người hâm mộ ngao ngán thất vọng, cô còn cho thấy một điều, không phải tự dưng mọi chuyện tệ hại cứ liên tiếp đến với cô. Chúng đều có lý do hết cả, từ chuyện tại sao Phạm Hương bỗng dưng bị ghét, cũng như vì đâu cô từ hoa hậu quốc dân trở thành người đẹp lắm thị phi có vô số trong showbiz Việt. Sau loạt ồn ào, Huỳnh Anh vui mừng khi đón bạn gái từ Bỉ về Việt Nam. Hình ảnh về Việt Nam thăm Huỳnh Anh được bạn gái nam diễn viên đăng tải trên trang cá nhân. Đây là hiếm hoi cả hai hội ngộ sau khoảng thời gian yêu xa. Những ngày gần đây, nam diễn viên Huỳnh Anh liên tục vướng thị phi. Đầu tiên phải kể đến việc nam diễn viên này bị đàn chị Việt Hương tố đi trễ, khiến cả ekip phải chờ đợi. Hơn 100 người chờ đợi anh, sau đó trên mạng xôn xao hình ảnh nhạy cảm được cho là của Huỳnh Anh. Sau đó anh lên tiếng phản pháo rằng không phải mình, những ồn ào này đã ảnh hưởng xấu đến hình ảnh mà nam diễn viên xây dựng trong nhiều năm qua. Mới đây, nam diễn viên sinh năm 1992 vừa đăng tải lên story của Instagram loạt hình ảnh mang tính đáp trả những bình luận tiêu cực từ cộng đồng mạng dành cho mình. Đáng chú ý, sau khi hài hước phản hồi cư dân mạng, Huỳnh Anh bất ngờ viết, bây giờ quán quân của Việt Nam, idol phải ra sân bay, đón người yêu Y Vân rồi, bài nhé. Huỳnh Anh khiến người hâm mộ nghĩ, anh đã ra đón bạn gái từ Bỉ về Việt Nam thăm chơi. Tuy nhiên trên trang cá nhân tên Nguyễn Y Vân, hình ảnh bạn gái tin đồn của Huỳnh Anh tại Việt Nam cũng đã được cập nhật. Cô chia sẻ bức ảnh chụp từ phía sau đang ôm một người con trai giấu mặt tại sân bay, cùng với đó là một bữa cơm gia đình đúng kiểu Việt Nam. Hình ảnh cả hai gặp nhau ôm lấy nhau khiến nhiều người xúc động. Cô còn đăng tải món ăn ở Việt Nam. Được biết, Huỳnh Anh đang tìm hiểu một cô gái hoạt động trong lĩnh vực chính trị ở Bỉ. Huỳnh Anh tiết lộ cả hai quen nhau được khoảng một năm và chính thức gọi nhau là Honey dù chưa gặp mặt. Và đây có lẽ là lần đầu tiên cả hai đã gặp nhau ngoài đời. Lại bị Duy Mạnh đá xéo, Tuấn Hưng hành động gây bất ngờ. Phản ứng của Tuấn Hưng trước đoạn bình luận đầy ẩn ý, được cho là của Duy Mạnh khiến fan bất ngờ. Qua đây có thể thấy mối quan hệ giữa Duy Mạnh và Tuấn Hưng không còn căng thẳng như trước. Trước đây đã có khoảng thời gian, mối quan hệ của Duy Mạnh và Tuấn Hưng khá căng thẳng. Cả hai liên tục đá xéo, khích bác nhau trên trang cá nhân. Nhưng cuối cùng họ vẫn quyết định dừng lại mọi chuyện. Nhưng những mâu thuẫn trong quá khứ vẫn bị fan của hai ca sĩ khơi lại. Mới đây trên trang cá nhân, Duy Mạnh chia sẻ, cho mình hỏi chút, mình cứ lấy người bệnh ra chọc ghẹo, làm cho người bệnh tức điên lên, rồi tự khỏi bệnh, như thế thì mình có phải là người ác không nhỉ? Nghe phía dưới một cư dân mạng bình luận, đúng là làm ơn mắc oán anh nhỉ, không có anh sao khỏi được bệnh vậy nến được. Trước bình luận này, người được cho là Duy Mạnh đáp lại, hoàng tử ếch đỏ sống có tâm, khinh, kèm theo đó là hình ảnh của Tuấn Hưng mặc trang phục màu đỏ. Trước đó, Tuấn Hưng cũng từng công khai chia sẻ bản thân bị mắc bệnh vẩy nến. Thế nhưng hiện tại, căn bệnh này của nam ca sĩ đã được chữa khỏi một phần. Qua đoạn trả lời bình luận, nhiều người hoài nghi mối quan hệ giữa Duy Mạnh và Tuấn Hưng vẫn còn căng thẳng. Với phát ngôn khá đụng chạm này, nhiều người rất tò mò chờ xem Tuấn Hưng sẽ đáp lại như thế nào. Thế nhưng khi đọc được đoạn bình luận này, dân mạng khá bất ngờ trước phản ứng của Tuấn Hưng. Nam ca sĩ nắm lấy tay anh cho rằng đây là nick ảo và mục đích của người này là muốn anh và Duy Mạnh xích mích. Tuấn Hưng tỉnh táo khi có người gửi đoạn bình luận được cho là của Duy Mạnh cho mình. Trước hành động này của Tuấn Hưng, Duy Mạnh cũng có thái độ xuống nước khi có dòng bình luận giải thích với người hâm mộ, để ý rằng anh chỉ trêu chọc cho vui chứ không có ý định gây sự với ai.
chơi Facebook thì phải chấp nhận. Cho bọn fan nó đùa, rồi mình tìm cách đùa lại. Bọn trẻ bây giờ chúng nó tinh nghịch oái âm. Nó chọc mình tức lên, chửi bới hàng học thì là ngu. Nó lại bảo là mấy thằng ca sĩ già hết thời, bị bọn bố chọc cho tức. Rồi nó cười vào mặt cho, anh năm nay 43 tuổi mà anh vẫn vô tư hồn nhiên, cho chúng nó chọc thoải mái, Duy Mạnh viết. Sau đó ca sĩ Duy Mạnh cũng lên tiếng nhắn nhủ đến fan không được nhắc đến bệnh vẩy nến nữa, bởi vì chuyện này mà hai anh em suýt hiểu lầm nhau. Kiệt lần đầu nói về nghi án tình cảm với Hân, chúng tôi còn ngủ chung phòng hay vỗ mông khi giỡn. Cặp đôi Trung Dụng Thúy Ngân nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả khi vướng nghi án phim giả tình thật sau bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ. Có thể nói bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ là đòn bẩy giúp tên tuổi của dàn sao như Trung Dũng, Thúy Ngân, Hoàng Anh và Lê Phương phất lên như diều gặp gió. Bộ phim dường như chiếm sóng về sự chú ý trong thời gian gần đây bởi những tình tiết khiến khán giả tức điên. Sau khi trở thành vợ chồng trong bộ phim, Trung Dũng và Thúy Ngân vướng nghi vấn phim giả tình thật ngoài đời. Trước những tin đồn ấy, mới đây Trung Dũng lần đầu tiên lên tiếng trả lời tất cả những thắc mắc từ khán giả với cặp đôi. Nam diễn viên thừa nhận rằng anh có tình cảm trên mức tình bạn với Thúy Ngân. Còn có yêu hay không, Trung Dũng từ chối không trả lời. Theo như nam diễn viên, giữa anh và Thúy Ngân đều có quan điểm giống nhau, sở thích giống nhau. Ngân là cô gái hợp tôi rất nhiều chuyện, từ đi lại ăn uống cho đến cư xử, Trung Dũng tiết lộ. Trung Dũng chia sẻ rằng, riêng chuyện tôi với Thúy Ngân bị đồn phim giả tình thật, tôi thấy cũng bình thường, tại vì tôi chưa vợ, Ngân cũng chưa chồng, cả hai đóng chung cả năm và thường đưa cô ấy về nhà. Nói thật, chúng tôi còn ngủ chung phòng khách sạn hay bá vai cặp cổ, vỗ mông giỡn cũng chẳng sao, đó là chuyện bình thường vì quá thân thiết. Trước đó, Thúy Ngân cũng thẳng thắn trả lời về tin đồn hẹn hò, chưa biết được, chuyện tương lai không nói trước được, nhưng hiện nay thì hai người chưa có gì. Nữ diễn viên cho biết, ban đầu cô từng nghĩ Trung Dũng là nghệ sĩ khó tính, hung dữ, nhưng khi làm việc chung, cô mới hiểu anh là người tình cảm luôn nghĩ cho người khác. Hồi tháng 7, cặp sao từng bị nghi ngờ hẹn hò khi lộ ảnh mặc đồ đôi nắm tay xuất hiện ở sân bay. Và mới đây nhất, hai diễn viên mặc trang phục cùng tông và gọi nhau là vợ chồng khi livestream nói chuyện cùng khán giả.